mưa tình đã qua, khi nước mắt đã đi qua, tôi như những ngày thơ ấu, như là cơn gió đã xa mất rồi. Như những tháng ngày ấm êm bên cha bên mẹ dấu yêu, câu ru chưa hè miên man, chị em cứ mến bên nhau sương chiều. Sau những hạ đỏ, bảy bước đến mùa hè, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục lấy phượng vĩ để đặt tên cho tác phẩm mới của mình. Mùa hè không tên là tác phẩm mới nhất của ông do nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Chia sẻ về sách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết đó là một mùa hè thật đặc biệt, vì sau mùa hè đó, cuộc sống của ông đã thay đổi mãi mãi. Mùa hè đó có gì đặc biệt mà nhà văn phải đau đớn như thế? Đó là những ký ức đẹp đẽ và cả những nỗi buồn ở ngôi làng Đo Đo hiền hòa quê ông. Một quãng trời tiểu học của những đứa trẻ như Khang, Nhàn, Hội, Túc, Tý, Đính, Chỉnh. Như một cuốn phim quay chậm với những câu chuyện vụn vặt hàng ngày. Cứ thế, từng mảnh đời trong ngôi làng ấy lại hiện qua góc nhìn của bọn trẻ. Chuyện của người lớn vì xa bỏ đi để con Nhàn thui thủi như trẻ mồ côi. Rồi thằng Túc vì trả nợ cho người mẹ bài bạc phải qua nhà thằng Đính làm sai vặt, từ đó phát hiện ra bí mật động trời. Cái thằng Chỉnh con nhà giàu chuyên lấy tivi đồ chơi ra khè mấy đứa hàng xóm, rồi một ngày lâm vào cảnh khốn cùng. Làng Đo Đo hiền hòa là vậy, nhưng cũng là một thế giới thu nhỏ, cũng có đầy hỉ nộ ái ố. Nhưng qua ánh nhìn trong veo của bọn trẻ, biến cố nào cũng có thể vượt qua bằng sự sẻ chia, bằng tình làng nghĩa xóm. Ai cũng có thể có những vết thương trong lòng, nhưng nếu biết đối đãi bằng lòng nhân, thì những sự cố xảy ra trong đời sẽ giúp ta trưởng thành. Như những đứa trẻ ở làng Đo Đo đã dùng tình bạn đầy trong sáng của mình để nương nhau vượt qua gai góc. Cái mùa hè định mệnh ấy, khi khép lại bậc tiểu học, mùa hè cuối cùng của nhà văn ở ngôi làng Đo Đo yêu dấu đã đọng lại vĩnh viễn trong tâm trí của ông. Bởi vậy, khi kết thúc câu chuyện, ông vẫn nắm níu với vài phụ lục để kể cho người nghe thêm vài cái kết bỏ lửng. Mặc dù sự kéo dài này có thể phá vỡ cảm xúc, nhưng có lẽ nhiều người sẽ đồng cảm với Nguyễn Nhật Ánh. Mùa hè không tên mang một vẻ đẹp giản dị nhưng mặn mà, đem đến những cảm xúc mạnh mẽ về nỗi hoài niệm. Hoài niệm về cái tuổi thơ tươi đẹp đã qua, người ta tìm đến sách của Nguyễn Nhật Ánh với mong muốn níu lại tuổi thơ để những kỷ niệm tuổi thơ tưởng chừng đã mất một lần nữa lại hiện hữu đầy chân thật và tình cảm. Hãy nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ trong ta bằng những điều đơn giản nhất nhé. Và đọc quyển sách này cũng chính là một cách đơn giản và hiệu quả. Bởi ký ức thời thơ ấu luôn sâu đậm, và khi ở một độ tuổi nào đó, người ta thường khao khát tìm về ký ức, tìm về những con người cũ để có thể tua lại những ngày thơ mộng, để một lần nữa được nâng niu những cảm xúc trong veo của ngày nào. Xa rồi những ước mơ xanh thơ ngây.